Cuộc sống hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và thay đổi văn hóa nghe nhìn đã tác động không nhỏ tới văn hóa đọc của nhiều người, nhất là thế hệ trẻ. Vì thế, việc tạo thói quen đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc ngày càng được quan tâm hơn, góp phần truyền đi thông điệp về giá trị của sách trong cuộc sống hiện nay. Nếu trước đây đọc sách giấy là một thú vui, thói quen của nhiều người, thì ngày nay thói quen ấy đang dần thay đổi, bởi có nhiều sự lựa chọn từ các phương tiện giải trí và cập nhật thông tin. Những thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại thông minh chi phối giới trẻ ngày càng nhiều, vì thế thời gian dành cho việc đọc sách giấy ngày một giảm. Trước kia thì em cũng có thói quen đọc sách trực tiếp, nhưng mà hiện tại thì không nhất thiết là chúng ta cần phải đọc sách trực tiếp, cần phải sách trên tay, mà các hình thức truyền đạt thông tin được thể hiện theo nhiều cách hơn. Mà em có thể tìm được những thông tin ở trên các trang báo, trên Internet. Tuy nhiên, đối với một số bạn trẻ, dù công nghệ có phát triển nhanh chóng đến đâu, thì vẫn không thể thay thế những trang sách thơm mùi giấy, đậm màu mực. Bởi sách vẫn có một chỗ đứng rất riêng trong lòng những người đam mê tìm tòi tri thức và mang đến nhiều điều bổ ích. Bản thân em thì em thích đọc sách trực tiếp hơn, bởi vì thứ nhất là em thích nhìn con chữ ở trên mặt sách. Em là một học sinh chuyên văn nên là việc sách tìm đến sách là một điều rất là cơ bản. Để từ đó thì em biết thêm về các tác giả, tác phẩm hay là các trào lưu văn học. Bởi vậy nên là em cũng rất thường xuyên là đến thư viện tỉnh để đọc, để tiếp thêm tri thức của nhân loại. Năm học 2021-2022, nhà trường đã thành lập một câu lạc bộ sách. Thông qua cái câu lạc bộ này thì học sinh trong câu lạc bộ đã giới thiệu về các loại sách này, rồi các em đánh giá hoạt động của thư viện này. Thông qua cái câu lạc bộ đã lan tỏa đến tới các em học sinh toàn trường về văn hóa đọc. Xây dựng không gian đọc sách cũng là một trong những cách đưa sách đến gần hơn với người đọc, nhất là giới trẻ. Mặc dù mới đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, nhưng nhà sách Hạo Nhiên ở thành phố Ninh Bình đã thu hút khá đông các bạn trẻ đến đọc sách, tìm hiểu những điều lý thú qua từng trang sách. Đến đây, ngoài thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm tri thức, nhiều bạn trẻ còn tổ chức thành nhóm, hội, những người yêu sách để cùng chia sẻ đam mê của bản thân và những câu chuyện bổ ích từ những cuốn sách. Chúng tôi có một mục đích là muốn xây dựng một cái không gian văn hóa ở đây, nên là cũng có bài trí rất là nhiều sách và các thể loại sách khác nhau. Mình thấy có một cái tín hiệu khá tốt, đó là các bạn học sinh, sinh viên đến đây và ở đây thì đã có những cái không gian riêng. Nhóm các bạn tới đây và tìm đến những cuốn sách này để lấy những cái thông tin rất là thú vị. Hiện nay trong cuộc sống hiện đại, gìn giữ và phát triển văn hóa đọc là điều rất quý. Các bạn trẻ bằng những cách làm mới mẻ, sáng tạo đã mang tri thức đến gần hơn với mọi người một cách thiết thực, gần gũi và hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.